làm xe cho bạn tình này. Xe vừa mới lấy được một tháng xong, em ý thì ít chạy qua tuyến đường này thì lâu lắm rồi mới có một chuyến hàng chạy qua tuyến đường này. Thì vừa rồi thì mình đang bắn cái tay gương cầu cho em ý này. Đây tay gương cầu nhá. Đấy, đợt này thì anh em qua ủng hộ tay gương cầu nhiều quá. Bắn suốt ngày luôn. Anh Vân trong một ngày là bắn mấy cái tay gương cầu? Đây, đúng rồi, hai vị trí. Đây hai vị trí các bác nhá. Đây em bị xước cửa các bác nhìn. Đấy, nhiều anh em không thích đóng mâm xoong ấy thì mình sẽ bỏ cái bài này. Cái bài này là bài dàn chống xước cửa. Đó. Cái này là dàn chống xước cửa các bác nhá. Đấy, nó sẽ có hai kiểu chơi. Một là anh em đóng xoong, mình hay đóng đen đỏ. Hai là đây, xước cái này. Dàn đây. Dàn lên cao lên tí thì nó xuống tầm đấy là vừa. Đấy. Đây là cái này là dàn chống xước cửa nhá. Đó, anh em thấy không? Đấy, khi mở cửa ra thì đập vào đây, nó không đập vào xước cửa các bác. Đấy. Rất đơn giản đúng không ạ? Đấy, cái này là cái giống xước ép cửa này. Anh em cứ định vị hai cái vị trí mà hay bị xước cửa nhất là góc dưới và góc này thì anh em dán thôi, hoặc là góc nào đấy thì tùy các bác lựa chọn. Đó. Đấy, thế là xong các bác nhá. Đây gọi là chống xước cửa này. Đấy, nhìn nó có đẹp hay không thì tất nhiên là nó cũng gọi là tương đối thôi. Tất nhiên là tùy vào mắt của mỗi người. Anh em thấy đẹp thì nó là đẹp, còn thấy xấu nó là xấu. Đây vị trí này em bị xước các bác này. Các bác này. Xước rất nhiều luôn này. Đây vị trí này là ai mở cửa đập vào tường nhất này. Đây vị trí phía trên. Trên thì mình mở ra thì theo quán tính con người thì mình nhìn được. Còn phía dưới này thì anh em ít nhìn. Đấy đúng không? Vì mình ngồi trên cao là mình sẽ nhìn được tường. Còn cái phía dưới này anh em nhìn thấy thế này, đây xước rất là nhiều luôn này. Đúng các bác. Đấy thì mình dán vào như này thì mở ra nó sẽ không đi. Phía dưới thì rồi xong. Đấy, cái này là nhựa dẻo các bác nhá. Bên trong nó là keo. Anh em xịt rửa các thứ ABC đầy đủ hết, thoải mái luôn. Đấy. Đấy, sau khi dán vào như thế này thì khi các bác mở cửa này theo quán tính đập này vào thôi. Đấy, không đập bằng mép cửa vào được. Thế là xong. Đấy, còn nhìn xa nó có đẹp hay không thì đây mình đã đưa camera cho các bác nhìn xa xa. Xem nó có đẹp hay không. Đó, thì thấy không? Rất hay luôn đúng không? Đấy, ok. Còn làm gì đó ông Tình nhỉ?